bà con cô bác lăng lăng bà nghe lăng lăng bà nghe là tôi con bài trong chùa nó ra đây đi thao có đất nhà chịu có nơi phải đông như cậu anh đã lây chơi bời nhận không có hơn người chẳng có người để cho thiên hạ chê cười con gái xưa ở bản mình quay là cái gì bảy xưa mà bảy xưa 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 là cái con bài đầu tiên là ai mời châu chắc trời ơi cha nữa rồi ở châu cho nó bà con cô bác anh chị ơi có chồng hai đứa con mời bàn tay mất rồi cũng còn ghi nó đỏ dễ sợ thôi ơi nhà tôi nắm bài giấy ông tô tôi rồi cổ tay em trắng lại còn để cho ai rồi đã mòn một bên rồi chân đối chiếu không em dấu lửa không mềm bằng dấu tay em cổ tay em sao lại mềm mà chồng em chỉ dối hỏi hoài em đứt đi tay ơi năm trăm tuổi cỡ hồi xưa sống môi nước mắt ướt mềm dấu yêu tông tự gì thôi chồng ơi là chồng sáng xưa đi để má hồng mà phê mơ cái lại cho ông để em ra em lại ra cho ông để em ra cái chồng có gì chịu nữa chẳng thà Lối, lối là cái câu bài tiếp theo, lối. Lối ra rồi, tôi đây mà hối tiếc là hối tiếc còn bài còn gì nó ra đây. Con quả nó đứng bờ sông, nó kêu bố mẹ đừng lấy chồng bỏ con. Một con bảy thứ đồ ngon dưỡng để ăn thấy gì để con thầy để đâu học hành không thấy thấy đến đâu tôi cầm
thì dù mất cả trăm năm chẳng qua là chữ thề lầm để nghe to. Nói làm gì cho đau lớn túa to, nào lấy xe xuống ngựa hét hò to đây. Ôi bản mình ơi là có xe, là rồi là có xe, là rồi nghe. Xe là xe có phải chứ xe, xe. Rồi đúng rồi. Đây cô anh. Bình tĩnh, từ từ giữ nguyên tính trời đúng. 8 giây. Đây.